cái đường này là trên hồ Thủy Liêm đổ xuống. Ở đây là Đại Thừa Thiên Tôn, đây là nơi thờ. Còn ở đây là phía hậu phía sau đó. Đấy, cao hết biết cao, đá hết biết đá, to đùng đùng luôn. Ở nhà để nấu cơm rồi bắt đầu mình đi sớm, mình đợi sớm vừa hửng nắng lên cái bắt đầu mình về mình ăn cơm này. Cũng đánh bắn bưng nữa đó. Cái hình ảnh này còn ở trên này còn thôi, ở dưới quê mình đâu có còn nữa, mà chạy xe buôn bán thôi. Đưa cho ông nào thằng hậu. Ủa gì đó không chó đăng của mình hả? Cô ta ổng nó chút thả xuống. Thế gian người vật vẫn đồng, khi không biết nói nhưng mà lập nó biết nghe. Những con vật nó vẫn biết biên, nó có tri giác, nó biết nhưng mà nó không có nói được thôi. Mình ít có khi đi sau phía xã hậu này, có dịp mình đi xã hậu này mình thấy nó cũng đẹp. Nó xuống đi sơn một lần nó có gì xem. Quá sức rồi, cá lên đẹp quá. Đó giờ cái hồ giờ cũng còn khá là ít nước. À, cái lý nó mưa nhiều là tất cả đều chỗ đổ dồn vô đây. Ở đây như cái lòng chảo vậy đó, nó trũng xuống á. Thành ra gần đây có mưa nhưng mà mưa không đáng kể. Não hả? Ờ đúng rồi, sao? Con quay ở ngoài rồi, bây giờ nó hỏi tự nhiên con mưa. Rô đậm dặn bền, e hảo hiệp á. Sao bền chú biết mà, cô biết mà phải không? Sao bền mà đó qua tới tương con giả mà. Giác này mình đã mưa có mình chạy thúc còn kia chắc là đụt mưa luôn. Mấy đứa cháu còn người nó ở còn sao hơn bốn đứa nữa kìa. Nàng với gì, món gì với món gì? Cà luộc, cà chiên, rồi đậu bắp luộc, rồi dưa cải, muối xả. Chị, ăn cà đi cà ra chậm rồi sao? Trời ơi, đây mình gắn bường lên. Nè, đậu bắp nè, mắm nè, cà nè. Cảm ơn cá lóc quên. Kéo cái mặt cơm ra, kéo mặt cơm rồi. Cơm nữa nè. Đây, đây bộ. Cái gì? Thôi đi. Rồi, mọi người đó nha. Giờ đây là 8 giờ đúng rồi. Mình đang ở Đạm Thủy Liêm cái gì. Rồi bây giờ mình đi chở đây chở về. À, đợi ở thực gia về ông Việt đồ rồi. Bây giờ sao mình đi trước nha. Còn có đoạn mình về sắp mai mình chưa dọn dẹp đồ thì mọi người đi về hết rồi. À, mình ở đây mình dọn dẹp đồ rồi sắp đầu mình dọn sao sao. Còn nhau mình dọn đi về. Rồi, đi lên nha. Đây, cái đường này còn đi lên nữa nè. Là lúc mà mình đi tắt về từ cái đường ở dưới núi mình đi lên là mình đi tắt cái đường này xuống rồi mình đi xuống nè. Rồi mình đi trở đây rồi mình đi về nè. Đây, cái đường xuống. Đường xuống nó chạy xuống đường này đây. Rồi mình đi lên. Bên này đá đẹp. Mấy khối đá rất là lớn. Xung quanh này mát. Cái sáng sáo hoặc bằng nhiều á. Chú Tích hả? Bình Cần Thơ gì cái có lên đài liền ha. Chữ Bình á, gói chữ Bình cho Bình Cần Thơ. Gì chú nói điểm nhớ chưa? Ở tre Mạnh Tông xưa trước Mạnh Tông ăn tốt mãi hủ vàng quách cự tiếng sân lâu à, Mạnh Tông rồi quý vị. Bây giờ ở đây mình ra chỗ
Tài Thiên nha. Ở đây là những cái khối đá nè, ở phía sau mấy cô đi lên. Đó, ở đó bên đá dựng 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 bên đó đó. Giờ mình đi xuống này đây. Đây, cái đá nè. Đá là đá nè. Đá tương. Cái đường này là trên hồ Thủy Liêm đổ xuống. Ở đây là Đại Thừa Thiên Tôn. Tịch Thầy Thiên á. Ở sau đó mình đang đi lên. Đây là nơi thờ. Còn ở đây là phía hậu phía sau. Ở đây là được phía trên luôn. Mấy gỗ cao cao họ đang khai thác á. Đó. Những cái viên đá này rất là lớn luôn. Dày 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 luôn. Ôi có con cuốn chiếu to. Hai con cuốn chiếu to đùng đùng luôn. Rồi mình đi bọc qua đây rồi mình đi trở về dưới. Ở dưới là tiếp tục mình đi trở về nhà trọ mà mình đặng mình đi dưới tiếp tục nữa. Rồi đi chơi xuống. Rồi đi chơi lên. Đây đá. Đấy, cao hết đi cao. Đá hết biết đá. To đùng đùng luôn. Đó, mình đi chơi xuống rồi. Giờ này thì mình chạy theo. Còn tấp phía sau nữa mà thôi. Còn tấp phía sau nữa cũng còn đang lẫn quẩn. Giờ mình chạy qua bên này. Mình quẹo mà đi về ngang chùa Vạn Linh, nhưng mà mình không có ghé viếng ở Vạn Linh. Ở đây những khối đá phía sau mình. Thì ở nhà ở đây mà có những khối đá như thế đẹp không? Mình khỏi cần làm hòn non bộ gì hết trơn. Nó là tự thiên nhiên luôn. Rồi, mình lên đây là bắt đầu mình vừa phải. Là mình đi trở về rồi đó. Phía sau mình đây hùng súng cắm tú cầu. Cái đuôi ở trên còn. Sáng nay mình đi nó cũng hợp lý. Và sáng ở nhà để nấu cơm rồi bắt đầu mình đi sớm. Mình đợi sớm vừa hửng nắng lên cái bắt đầu mình về. Mình ăn cơm à. Mình ăn cơm xong rồi cái cơm xong rồi bắt đầu mình tiếp tục mình đi viết nữa. Chứ để mình sáng mình lay quay mình ăn cơm xong tới trưa cái mình đi viết không được nhiều. Sáng nay mình đi mát mà lạnh lạnh để chịu. Cái này là cây hoa xin tím. Tự nhiên nói mà quên. Hoa xin tím. Đòi hoa xin, đòi hoa xin tím. Alo, thầy đẹp trai, ghê. Đỉnh.
về cho anh xì rượu liền chú ơi, cho anh xì rượu thuốc uống cho giãn cân giãn cốt chơi được không, hai miếng còn hủ rồi đi lên tới đây là bắt đầu nắng rồi đó, vừa nắng xong là bắt đầu mình lên tới chùa Phật lớn. Nè chó xù nè, cho vậy thôi. Đây cái hàng rào người ta trồng cái trái sơ ri nè. Em cắn trái sơ ri hồng, đôi hàm răng trắng trong. Ở đây là cái trại hoa kiển của chú Hai Phước. 0834226937. Là hôm trước mình có mua cây giống của chú ở đây. Lúc này có mưa nhiều thành ra cây nó một cái mảng màu xanh rì luôn. Còn hôm trước mình đi cái đoạn đợt trước, tháng trước, cây héo úa hết trơn luôn. Cỏ cây khô héo thon von, nhất là bên Cô Tô. Mình đi chuyến đó xong là về Cô Tô nó bị phát quả luôn. Còn bên chỗ hồ Thanh Long, cỏ lá nó rụng xuống một lớp này, lớp dày luôn. Mọi người buôn bán, buôn gánh bán bưng nữa. Cái hình ảnh này còn ở trên này còn thôi, ở dưới quê mình đâu có còn nữa. Họ chạy xe buôn bán không. Còn ở đây là mấy cô gánh, gánh mặt nó quay. Vâng, cái đầu gánh. Đây là lan rừng Trúc Phương. Đi đâu anh? Dạ hả? Đâu mình đi đường này. Đâu mình đi bên này, mình đi đường này luôn. Đây là nhà vệ sinh. Khu vực này là khu vực của chùa Phật Lớn. Giờ mình đi tiếp tục. Đưa cho ông bà phần hậu. Ủa gì đó con chó? Ghế lại chút xíu. Mấy đứa kia thôi, chó kia mấy rồi đó. Xin hả gì? Không có, gặp mới nó đi nè. Con đó bự lắm. Đăng của mình hả? Con ta. À. Ổng nó chút thẳng xuống. Không mà chó trên này nó không có dữ ha. Nó không có dữ như chó dưới xuôi mình. Chưa nha. Lớn nhỏ gì cũng vậy. Hết hồn luôn. Cá mắt không thấy đường luôn. Không thấy đường đi luôn. Thế gian người vật vẫn đồng, khi không biết nói nhưng mà lòng nó biết nghe. Những con vật nó vẫn biết bia, nó cũng có tri giác, nó biết nhưng mà nó không có nói được thôi. Mình đi lên. Mình ít có khi đi sau phía sau hậu này. Có dịp mình đi sau hậu này mình thấy nó cũng đẹp. Nó xuống dịp xem một lần nó có gì xem. Cái hồng ngọc mình về mình sẽ trồng, mua rồi họ đợt trước đi tới giờ chưa trồng nữa đó. Kệ ông Nam Khi kìa vô. Hello Nam Khi. Hello. Đi đâu cũng gặp ổng hết trơn. Đâu cũng gặp chứ hả? Đây cây sa la.
bên này ngủ thoáng ha, rộng ha. Mà lậu thì xa. Rồi, đoạn mình đi quẹo qua đây. Ở này camera quay YouTube thì rồi bắt hai chị ra. Biết nhiều ha, có ai đi tham quan nhiều nhiều đó. Bật 10.000 ta có chép 20 cậu. Cá cao 20. Rồi xuống được cá ăn nè. Bữa nay vô mánh này mưa mưa bịt mù gì vậy. Cá lên quá sức luôn. Ngày nước nó giật mình thấy nó xa chứ mà lần nó gần lắm. Quá đẹp luôn. Rồi. Cá lên đẹp quá. Đó giờ cái hồ giờ cũng còn khá là ít nước. Đáng lý nó mưa nhiều là tất cả đều chỗ đổ dồn vào đây. Ở đây như cái lòng chảo vậy đó, nó trũng xuống á. Thành ra gần đây có mưa nhưng mà mưa không đáng kể. Sốc. Rồi bây giờ trời mưa luôn. Giống như đợt trước mình đi ngày về cho mưa đó quý vị. Cho chị té nè, chị đi không? Gió nó bồng lên. Không biết gió kiểu nào mà nó bồng cái vụ lên không. Mưa. Ở phía sau mình bên đó là ngôi tháp chứa Đức Phật xá lợi của Đức Phật á, mà ngài Thích Quỳnh Diệu á, để đại diện cho bên Nepal á, phái đoàn của An Giang thỉnh về để mà tôn ở nơi cổ chùa Phật lớn ở núi Cấm này đây. Đức Phật xá lợi của Đức Phật để trong đó mà mình chưa từng đi vào được. Nghe nói ngày lễ có mở cửa đi vào nhưng mà không có vào gì, không có đúng là cái dịp mình đi. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đi nha. Bắt đầu mưa đến. Hôm trước ngày về trong mưa thì mình đi được bên kia, bữa nay thì mình đi ngược bên đây, mình nhìn ngược trở qua nè. Cái đợt mình đi lễ Đức Phật thầy Tây An á, là mình đi giếng núi, là mình đi dọc bên cái bên trên cái bảng cổng chữ mà Hồ Thủy Liêm á, mình nhìn qua Đức Phật Di Lặc á.
Còn bây giờ ở đây thì mình nhìn ngược trở lại lại, mình thấy mưa đang thủi thủi trơn kìa, mà không biết sao đây. Thì đoàn mình đi thấy cũng khá hợp lý. Thì hồi sáng này á, hồi sáng này là mình đi sớm, đáng lý là mình đi sớm tí nữa. Thì giờ này mình về tới nhà còn cái đám mưa này. Nhưng mà hồi sáng mình đi cũng hơi trễ, mình đi cỡ nửa tiếng nữa là rất hợp lý, là giờ này mình vừa tới nhà. Còn giờ này thì mình đang về mắc mưa mà không biết mưa lớn tới nhà không hay là mưa nhỏ. Cô nay bao nhiêu tuổi rồi? 66 tuổi. Ôi giỏi ha, 66 tuổi mà lộn sỏi quá chứ. Trời đâu thua con nào, đi trước không mà. Cô ở khu cậu đoạn nào? Ở xứ đó hả? Ha, mà cô ở xứ xứ không? Không nói hả? Dạ. Ngay trung tâm không nói luôn hả? Ngay trung tâm không nói rồi đi qua phà là tới. Phà nào cô? Phà Tân Lập á. À bên Tân Lập hả? Dạ. Bờ ở bên con đó kia là con gì nè? Tân Lập á. À cần Tân Lập. Ủa, ông chú gì cũng hay thuyết giảng hình như ở Tân Lộc ta. Chú gì cũng hay qua bên Cần Thơ cũng thuyết giảng. Ủa mấy ổng đi tùm lum à. Ờ có cái ông mặt mà lớn lớn tuổi mà ông ú ú đó, đen đen á. Con ghi ổng mấy clip mà con giờ tự nhiên quên. Chú Sáu gì? Ổng 22 ra thường đi thuyết giảng, ổng lớn tuổi rồi, lớn tuổi tại tụi cô. Ờ à, đúng rồi sao. Con quay ổng hoài mà bây giờ nào hỏi tự nhiên cũng quên. Nào ổng bị đe rồi đó, dạ. Bệnh đó. Ủa chú Be còn không cô? Còn. Còn hả? Ổng nhỏ hả chú Sơ Hảo hả? Nhỏ hả? Ổng bệnh luôn. Hôm đó hình như ổng cũng bệnh nè. Ổng té hay gì vậy? Ổng cũng không ổng dạy mình đó. Dạy cho cha đó. Mình chọn ổng luôn đó không? Mấy ông đó cũng nằm ở trong tứ trụ đó. Dạ. Ờ. Ờ. Mấy ai à, dặn bà rồi đó. Năm ước rồi. À, rô đậm dặn bền e hảo hiệp á. Ông có bền chứ biết mà, cô biết mà phải không? Dạ. Sao bền hồi đó qua tới thương con giảng mà. Dạ. Đợi gì đó. Ừ. Mấy ông đó là trụ lại ngang chân cái chùa Hòa Hảo đó. Yeah. Hảo Hòa Tự đó. Ừ. Rồi xe tới luôn. Tới xe nó vô nó vô. Đỡ ông ta ông chờ mình tới nhà không có mưa. Dạ. Nãy giờ ông gặn cái lớp luôn. Này, bây giờ ông đang đợi mình về tới nhà không mưa. Ông đang nín. Cô có từng đi lên đường nó cắm thường này đi thẳng lên mình vô bộ hông không? Không có. Đem trên chùa Bắc Lớn hả? Không, cái đường này mình đi thẳng hoài đi lên vô đâu? Không có đi lên chùa Phật Lớn mà có đi một lần mà đi bằng cáp. Dạ. Mới lần này là đi lội bộ hả? Lội bộ nè. Cô lội bộ cảm giác thấy sao? Khỏe. Khỏe. Dạ. Đi đu 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 cái giờ cái mình nghỉ lại. À. Với mình đi. Ngồi nghỉ cái là khỏe à? Với mình đi trong đoàn nó cũng đỡ. Dạ. Cái mà đi một mình nó ngán. Với hồi qua lội chưa nắng ấy. Dạ. Cái mệt. Nhưng mà mình ngồi cái ngồi nghỉ cái bắt đầu mình hít nhờ bả cây xanh đó. Ừ. Mau khỏe lắm. Ở đây thiên nhiên còn nhiều hơn với mình. Ngồi mà thấy nó không khí nó khỏe. Dạ. Sao mấy tuổi mà còn sợ lội sỏi gì là ngon lành này chứ. Dạ. Được, cô tuổi gì ta? Tuổi Hợi. Hả hả. Là cô nó sinh năm 59. 59. Năm 59, 69, 71. Hồi sau là 71 phải không cô? Dạ. Đây phía sau mình nè. Đó, ở sau còn có ba que hả?
còn nữa còn tốt. mấy đứa còn... giác này mình đã mưa cái mình chảy thuốc, còn kia chắc là đục mưa luôn. Mấy đứa cháu còn tôi nó ở còn sao bốn đứa nữa kìa. Tới rồi đó. Xô xe xe vô. Vô tấp lại, tấp lại. Trời ơi. Quá về tới mà không bị mưa lớn. Râm râm. Ở dưới làm tài xế cho người ta lên. Rồi. Đây có người khác làm tài xế rồi. Rồi tới nơi quý vị ơi, phía sau mình nè. Mấy cô nè. Sáng đi có mưa, mát rượi tươi hết với tươi luôn. Rồi mọi người về tới nơi rồi. Gán đợi mà đợi hết nổi rồi. Gán đợi hả? Đó có đợi nổi. Nó cào rồi. Cào dữ hả? Nàng ăn gì chị? Nàng ăn cơm gì? Nàng ăn cái gì, món gì với món gì? Nhâm. Cà. Cà luộc, cà chiên. Rồi đậu bắp luộc. Rồi dưa cải, muối xả. Giữ nhiều món dữ vậy. Cá kho nữa. Cá kho nữa. Gấp bó hết trời. Cũng đói bụng rồi, bây giờ mình lên kiếm cơm ăn quý vị ơi. Mọi người đã ăn cơm hết rồi. Ngày này người ta thấy ăn nhiều, người ta bự chết rồi. Dạ, dạ. Đúng rồi. Ôi trời ơi, cơm. Cơm, cơm. Con cơm cơm cơm. Miếng nữa. Cơm đây cô ơi. Con nào cơm đây. Ủa rồi đồ ăn đâu ta? Rồi, ngán đi phải không? Đó. Có đi không? Không. Giờ đây mình ăn cơm nha. Rồi, ăn cơm. Rồi, cảm ơn chị. Cái này cà hả? Chà cà, chà xào. Bóp hả? Cà. Ăn cà đi cà rà sao chậm quá. Chị, ăn cà đi cà rà chậm thì sao? Trời ơi, mình gắn bườn lên. Cà cơm mà có ngưng tụ lại không? Có tắt lại không? Ngưng nó hơi trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Trực tiếp luôn. Nguyên tủ hả? Chân động là thời gian rồi. Mình qua đây mình nãy đậu bắp. Nè đậu bắp nè, mắm nè, cà nè. Đậu bắp nhiều, dưa muối nè. Dưa muối cái này dưa muối con. Dưa cải dưa muối. Biết đâu ạ? À? Có dưa dưa là được rồi. Cái này dưa cải. Dưa cải. Dạ. Này mắm hả cô? Mắm nhiều buồn. Ăn mắm nhiều vô uống nước rồi nè. Có mỡ mất. Bà con ơi, nhận cơm quá vui. Rau. Thịt ơi. Có thịt nữa. Còn hơn cá lóc quên. Rồi, dây cải miếng. Dạ. Rồi cho cả nghĩa luôn. Rồi mình đi lên.
Giờ mình đi lên trên mình ăn cơm đi. Lên trên ăn cơm, mọi người đang ăn. Cơm. Rau dung thế dèo ha, quá trời này. Rồi mọi người đang ăn, mình đi lên trên, mình vừa ăn là mình vừa sắp xếp để mình đi. Rồi mọi người ở trên này ăn hết trơn rồi. Hả? Cái này quá duyên được bao nhiêu nè, cái bình bát quay. Hồi nãy ấy của Thương Sinh con chạy cái nồi cơm điện mà người ta lấy rồi. Ủa sao quay mặt con rồi? Cái ông quay nhỏ này nè. Hôm nay hữu duyên cho nên là thầy đi ngang qua đây, chứ thầy đã mòn rồi chứ thầy lên Sáu Nghĩa ở nha các con. Đây là bộ gì mô gì là phở cái mệt á, cái mệt. Ủa nó cái mệt đó mệt đây mà nói cái gì vậy? Mày khuyên ớ nó mệt lại á, con lại đó rồi thấy em nói lại bận rồi quay vô đây quá rồi chứ nhà hầu lá quá chị nó quay quay lại dạ quay lại. Kéo cái nồi cơm ra, kéo nồi cơm rồi. Kéo nồi cơm nữa nè. Mẹ xuống dưới lấy cái nồi cơm điện ra đưa xuống giường trong nguyên quầy dừa. Ủa mưa hả chú Bình? Ủa thao cơm đâu rồi? Thao cơm gì mà ăn nhiều chứ vậy? À, cô mấy cô múc. Nghỉ quay đi, quay gì quay hoài à? Nghỉ quay đi. Rồi đó. Rồi cắt ra đi. Bánh bánh.